sinh sinh viên ngán ngẩm không chăm chú học môn lịch sử là thực tế đã diễn ra ở các nhà trường, và không phải không có lý do. Trong đó, chủ yếu do cách giảng dạy quá khô khan, hầu như chỉ truyền đạt kiến thức một chiều. Lần đầu tiên, một giáo án lịch sử điện tử được ứng dụng trong việc dạy và học môn lịch sử truyền thống đã tạo nên một nét đột phá mới đối với môn học này. Tác giả của công trình là một thầy giáo giảng dạy môn lịch sử ở tỉnh Đồng Nai. Sau cả năm miệt mài giúp anh chị quốc tế thu thập dữ liệu, thầy giáo Hoàng Anh Kim trong cái bản sách Đồng Nai, một số giáo án đã giới thiệu lịch sử điện tử nâng cao lịch sử phát triển chính trị. Chương trình tri thức và sáng tạo. Thưa quý vị, mấy mươi năm gắn bó với nghề giáo, ông Hoàng Anh Kim, giảng viên khoa sư phạm khoa học xã hội trường Đại học Đồng Nai, tiền thân là Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, đã rất trăn trở trước hiện tượng nhiều người không quan tâm đến các môn học xã hội, cụ thể là môn lịch sử. Theo dõi trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn bày tỏ sự quan ngại về chất lượng dạy học lịch sử, nhất là lịch sử dân tộc của học sinh sinh viên ở tất cả các bậc học, càng khiến cho ông Hoàng Anh Kim nung nấu ý định đổi mới phương pháp dạy học lịch sử theo hướng tích cực. Ông cho rằng thế hệ trẻ ngày nay tự khẳng định mình bằng tri thức thời đại về nền văn hóa dân tộc, song còn nhiều hạn chế về phương pháp tư duy trừu tượng mang tính sáng tạo, khám phá. Thiếu hiểu biết về các mảng tri thức về các tiêu chí về tự do dân chủ hoặc tình trạng kinh tế của đất nước với tiêu chí của một nền văn minh công nghiệp. Sinh viên cần biến những tri thức hàn lâm sách vở kiến thức thời đại thành vốn tri thức của riêng mình mà không phải chỉ là sự sao chép thừa hưởng.
hiểu sâu biết rộng những kiến thức lịch sử và kỹ năng vận dụng và thực tiễn phải là nhu cầu tự thân của tuổi trẻ trong hành trang vào đời. Nếu vận dụng tích hợp các lý thuyết dạy học hiện đại với hệ thống các phương pháp tích cực và có sự trợ giúp của công nghệ mới thì sẽ tạo ra những biến chuyển tích cực từ phía sinh viên học sinh. Bằng chứng là khi ông Hoàng Anh Khiêm đưa công nghệ thông tin vào các bài giảng khô khan thì sự tiếp nhận của sinh viên đã thay đổi rất nhiều. Trong cái trào lưu chung như vậy thì cái khoa học xã hội của mình là bị tụt hậu, sai về phương pháp luận và hạn chế trong cái chất lượng giáo dục. Và cái động lực học của học sinh, sinh viên cũng như là nói chung về cái ngành lịch sử là nó không còn. Vậy thì làm sao để cái khoa học xã hội này nó xác định đúng vị trí là khoa học văn đường, hệ tư tưởng, nó là triết học, nó là lịch sử học, nó là văn học. Và tất cả những cái ngành khoa học xã hội này phải đứng ở vị trí cao nhất, tức là vị trí khoa học dẫn đường. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng cũng phải mất đến 10 năm, ông mới hoàn thành được dự án của mình, bao gồm hai phần chính. Phần 1 là quyển sách trợ giúp giảng viên cao đẳng sư phạm đào tạo ngành học lịch sử xuất bản năm 2007. Và phần thứ hai là một bộ đĩa DVD chương trình dạy học ứng dụng Multimedia, thực hiện hai mục tiêu trước mắt là chương trình giáo trình lịch sử và đội ngũ giảng viên giáo viên cho tất cả các bậc học. Nội dung lịch sử và các chương trình DVD đã được biên soạn theo hướng mở để giảng viên sáng tạo, lựa chọn hệ thống các phương pháp để có thể giải quyết vấn đề lịch sử một cách tốt nhất, phù hợp nhất và hiệu quả nhất, tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh, đối tượng sinh viên. Phải là đầu tư nhiều thời gian, nhiều phim tư liệu, dữ liệu media đấy, để mà thiết kế các cái đĩa DVD. Mà thiết kế làm sao để mà nó thuận lợi cho thầy cô, giảng viên các trường đại học, sinh viên tất cả các trường, kể cả những người mà không học lịch sử đấy, vẫn có thể sử dụng được, nhất là tự học hoặc là dùng để đào tạo từ xa đấy. Vừa rồi thì bộ có chủ trương hội thảo về cái đổi mới dạy học lịch sử, thì có đưa ra một số luận điểm là bớt những cái chương về chiến tranh cách mạng, tăng cường các chương về văn hóa, về lịch sử văn minh nhân loại, tăng cường các cái tiêu chí về tự do dân chủ và khoa học công nghệ, làm sao cho nó phù hợp với lại cái xu thế thời đại. Ông Kim nhấn mạnh cần phải thực hiện việc đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông trung học theo hướng tích cực, có thêm nhiều nội dung tự chọn, nội dung giáo dục cần mang tính chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cụ thể cần giảm những nội dung chính trị, giáo dục ý thức hệ, chiến tranh, bổ sung các kiến thức về lịch sử văn minh thế giới, các nội dung về văn hóa dân tộc và kinh tế, gắn nội dung bài học lịch sử với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Việc đổi mới phương pháp dạy học lịch sử cần kết hợp hợp lý, hệ thống các phương pháp truyền thống và hiện đại, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, rèn luyện các kỹ năng khai thác, xử lý các nguồn tư liệu lịch sử, từng bước thực hiện giáo dục di sản và phương thức dạy học theo dự án. Hiện tại, ông Khiêm hy vọng bộ giáo trình sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, thẩm định, chỉnh sửa lại cho phù hợp, đưa vào hệ thống tài liệu điện tử để giảng dạy. Việt Nam với hình chữ S từ móng cái đến mũi Cà Mau, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có nền văn hiến lâu đời và con người nhân hậu. Việt Nam thực sự là một sừng hoa đầy hương sắc của cộng đồng người Việt. Hãy sống như đời sống để biết yêu muôn cuối, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển chào, như biển chào để thấy bờ bên giờ.
rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. There.